Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn biết, siêu cường khốn khổ nhất thế giới, chỉ còn lại 2% lãnh thổ. Đất nước này chính là Tây Ban Nha ở châu Âu. Nói về Tây Ban Nha, điều khiến mọi người ấn tượng nhất chỉ có bóng đá đấu bò và giam bông Iberia. Tuy nhiên, điều mọi người ít biết đến là Tây Ban Nha từng có một lịch sử rất huy hoàng. Vào thời Hoàng Kim, diện tích lãnh thổ đạt 30 triệu km vuông, chính là đất nước đầu tiên. Có mặt trời không bao giờ lặn chứ, chứ không, không phải phần... nước Anh như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng thật ra, Tây Ban Nha là đế quốc đầu tiên có mặt trời không bao giờ lặn, siêu cường từng thống trị thế giới không hề thua kém nước Mỹ hiện tại chút nào. Vì thế, làm thế nào mà Tây Ban Nha trở nên khiêm tốn như bây giờ? Tây Ban Nha có diện tích 506 000 km vuông, tổng dân số 47,3 triệu, tổng khối lượng kinh tế là 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ, xếp thứ năm ở châu Âu, thứ 14 trên thế giới. GDP bình quân đầu người khoảng 30.000 đô Đây là một quốc gia có mức độ phát triển Tây Ban Nha mình. nằm trên bán đảo Iberia ở Tây Âu, phía đông là Địa Trung Hải, Đại Tây Dương ở phía tây, đường bờ biển dài 7.800 km trên đất liền, giáp Bồ Đào Nha ở phía tây, giáp Pháp ở phía bắc. Giữa lãnh thổ Tây Ban Nha và Pháp, ngoài ra còn có một cái quen thuộc một đất nước bỏ túi kỳ lạ andorra ở miền nam tây ban nha giáp biên giới với quốc gia châu phi maroc giữa hai nước nhìn qua eo biển gibraltar tuyến đường thủy vàng của thế giới eo biển gibraltar biển địa trung hải dẫn tới đại tây dương đường biển thuận tiện nhất tây ban nha đây cũng là nơi giao thương giữa châu âu và châu phi vị trí rất thuận lợi ở miền nam tây ban nha có một nơi khác gọi là gibraltar nhưng đây là lãnh thổ hải ngoại của anh vùng đất này sau khi tây ban nha mất vị thế bá chủ thế giới lịch sử nhục nhã lịch sử tây ban nha trước khi trở thành một siêu cường sau hơn 2.000 năm làm nô lệ cho người nước ngoài, lịch sử bị tàn phá năm 1492, sau hơn 2.000 năm kháng chiến, cuối cùng đã thành lập vương quốc Tây Ban Nha thống nhất. Tây Ban Nha có lịch sử lâu đời với tham vọng đáng kinh ngạc. Đồng ký kết với Bồ Đào Nha vào năm 1494, hiệp ước Sirius, hai quốc gia nỗ lực chia cắt thế giới. Vào cuối thế kỷ 15, Tây Ban Nha bắt đầu cuộc phiêu lưu toàn cầu của riêng mình giành được khối tài sản khổng lồ nhờ buôn bán hàng hải và thành lập lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Vào thế kỷ 16, thời đại khám phá bắt đầu, Bồ Đào Nha gia nhập Tây Ban Nha, trở thành người tiên phong trong kỷ nguyên hải tuyền. Hai đó... nước bắt đầu mở rộng kế hoạch thuộc địa ở nước ngoài, cố gắng đạt được sự thịnh vượng lâu dài của đất nước thông qua cướp bóc. Hải quân Tây Ban Nha được mệnh danh là hạm đội bất khả Mọi nơi là... anh đến đều trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha. Vào thời hoàng kim của lãnh thổ Tây Ban Nha, trên khắp các châu lục trên thế giới ngoại trừ Nam Cực, tổng diện tích vượt quá 30 triệu km vuông, lớn gấp 3 lần Trung Quốc hiện tại. Vua Charles một của Tây Ban Nha từng nói một cách kiêu ngạo trên lãnh thổ của chúng tôi mặt trời không bao giờ lặn kể từ đó tây ban nha đã trở thành nước đầu có mặt trời rưỡi. không bao giờ lặn tây ban nha ở thời kỳ đỉnh hầu khác. hết các thuộc địa tập trung ở châu mỹ đặc biệt là ở nam mỹ vào thời điểm đó ngoài brazil bị bồ đào nha đô hộ phần lớn nam mỹ tất cả đều là thuộc địa của tây ban nha trong hơn 300 năm thuộc địa ở nam mỹ tây ban nha cướp gần hai năm tấn vàng và 100.000 tấn bạc còn vô số tài nguyên khác tây ban nha từng độc quyền tám thị trường vàng bạc thế giới nền kinh tế tốt sức mạnh quốc gia của tây ban nha đạt tới đỉnh cao trở thành cường quốc biển giàu có Năm 1581, Tây Ban Nha sáp nhập các cường quốc hàng hải của Nha. Kỳ. Sau đó, Tây Ban Nha bắt đầu sa sút dần, đế chế hùng mạnh nơi mặt trời không khó có cách lại. nào thoát khỏi thời kỳ suy tàn. Hạm đội Tây Ban Nha ở eo biển Anh năm 1588 bị hải quân Anh đánh bại. Kể từ đó, nước này đã mất đi vị thế bắt là một đầu suy quốc giảm. Sau một hồi thăng trầm, nước Anh, đế chế thứ hai trên thế giới nơi mặt trời bắt đầu tăng chậm. Năm 1639 Tây Ban Nha lại bị đánh bại trong trận hải chiến với Hà Lan. Cùng lúc đó, Hà Lan trở thành thời kỳ huy hoàng của hải quân. Tây Ban Nha thất bại trong cuộc chiến chống Pháp năm 1648. Sau đó, ưu thế quân sự trên bộ cũng chấm dứt bất ổn bùng phát ở Tây Ban Nha và trải qua cuộc chiến tranh giành ngai vàng nổi tiếng đầu thế kỷ 19, hoàng đế huyền thoại nước Pháp Napoleon lên nắm quyền và lấy Tây Ban Nha làm mục tiêu đầu tiên trong quá trình mở Tây rộng. Ban Nha phải trả giá đắt. Cuối thế kỷ 19, nước Mỹ bên kia đại dương bắt đầu trỗi dậy và bắt tay vào con đường mở rộng ra bên ngoài. Trận chiến bành chứng đầu tiên của Mỹ là ở châu Mỹ, lúc đó thuộc địa lớn nhất của Tây Ban Nha là ở Mỹ. Chiến tranh Mỹ Tây Ban Nha sắp bùng nổ, tuy nhiên, Tây Ban Nha lại thất bại thảm hại, pháo đã bắn 10.000 lạng vàng trong một loạt cuộc chiến. Tây Ban Nha đã cạn kiệt sự giàu có, và bị đánh bại nhiều lần. Phần lớn lãnh thổ của Tây Ban Nha cũng được chia cho các quốc gia chiến thắng. Ngày nay chỉ còn lại 506.000 km vuông lãnh thổ, chỉ tương đương 2% so với thời Hoàng Kim 30 triệu km vuông. Nền kinh tế Tây Ban Nha hiện tại không nổi bật ở EU. GDP bình quân đầu người là 30 Họ sắp đồng bị đẩy ra khỏi hàng ngũ các nước phát triển, trở thành siêu cường khổ khổ nhất. Tuy nhiên, mặc dù Tây Ban Nha đang nhưng ở một số lãnh thổ hải ngoại vẫn được giữ lại, là một số ít các nước trên thế giới có lãnh thổ hải ngoại. Tây Ban Nha ngoại trừ đất liền, phần đất trên địa trung hải, quần đảo Canary ở Đại Tây Dương và Soda ở khu vực phía Bắc Châu Phi, Melilla, bốn lãnh thổ hải ngoại này tuy nhiên người tây ban nha chỉ có thể chia sẻ niềm vui nỗi bây giờ tôi đang trải qua những điều thậm chí còn bi thảm hơn catalonia ở đông bắc tây ban nha luôn đấu tranh giành độc lập và cũng tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về độc lập catalonia đây là một trong những khu vực phát triển kinh tế nhất ở tây ban nha vị trí của nó ở tây ban nha nó tương đương với tình trạng của california tại hoa kỳ vị trí của quảng đông ở trung quốc thủ đô của catalonia nó được mệnh danh là hòn ngọc của bán đảo iberia thành phố cảng nổi tiếng barcelona chỉ riêng nền kinh tế của catalonia nó chiếm một phần năm tây ban nha khi catalonia độc lập vì vậy, đối với số phận vốn đã bi thảm của Tây Ban Nha, làm nhà. cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn bây giờ vẫn có thể chứng minh Tây Ban Nha từng hùng mạnh, có lẽ chỉ là tiếng Tây Ban Nha, hiện tại tiếng Tây Ban Nha được sử dụng làm ngôn ngữ chính thức ở nhiều nước trên thế ngôn giới, ngôn ngữ nhiều thứ hai sau so tiếng Anh. Vâng, đó là nội dung của video Cảm ngày hôm, hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem, hãy like và đăng ký tôi nhé. Bây giờ tôi sẽ nói đến đất nước, môi trường Tây Ban Nha. Tên chính thức là Vương quốc Tây Ban Nha. Bán đảo Iberia ở Tây Nam châu Âu. Lực lượng chính là vệ binh Tây Ban Nha. Vùng hành chính được chia thành 17 khu tự trị hành chính. Khu tự trị được chia thành 50 tỉnh, có 7 tỉnh thành phố, khu tự trị một tỉnh. Có hai đô thị, Tây Udamelia, nằm trên bờ biển địa Trung Hải cạnh Maroc. Các tỉnh, thành phố. có nhiều thị trấn trong đó, tổng cộng 8.124. Thủ đô là Madrid. Ngôn ngữ được sử dụng ở Tây Ban Nha là tiếng Tây Ban Nha. Ngoài ra, ngôn ngữ chính thức cũng được sử dụng ở một số nơi, tiếng Basca, tiếng Galicia, tiếng Catalan. Dân số, khoảng 42,72 triệu người. Niềm tin tôn giáo chính là công giáo. Quốc khánh là ngày 12 tháng 10 bờ biển Tây Ban Nha dài khoảng 7.800 km. Đất nước chủ yếu là miền núi, một trong những quốc gia vùng núi cao ở châu Âu, quần đảo Đông Nam và Canary. Khí hậu địa trung hải ôn đới. Mùa xuân và mùa thu đều là mùa nhiệt độ dễ chịu vào mùa hè. Phần phía bắc có khí hậu ôn đới lục địa, có mùa đông lạnh và mùa hè nóng. Khí hậu ven biển Bắc Đại Tây Dương là khí hậu đại dương ôn đới, mùa hè ấm áp, lượng mưa tập trung, lịch sử Tây Ban Nha mùa đông nghiêm ngặt. Nền văn minh cổ đại Tây Ban Nha có niên đại đúng. từ thời tiền sử Iberia, Hóa thạch người Neanderthal được phát hiện và những bức tranh hang động thời kỳ đồ đá cũ. Sau này người Iberia và người Celt sống ở đây cho đến khi người La Mã xâm chiếm bán đảo Iberia, bắt đầu hai thế kỷ cai trị của La Mã. Thành lập tín ngưỡng tôn giáo Tây Ban Nha, nguyên tắc cơ bản của ngôn ngữ và pháp luật nên kinh tế cũng đang phát triển nhanh chóng, cho toàn bộ nền văn hóa Tây Ban Nha trong tương lai đã có tác động sâu sắc. Thế kỷ thứ năm sau công nguyên sự hình... suy tàn và sụp đổ của đế chế La các bộ La Mã. lạc người Đức xâm chiếm bán đảo Iberia. Sigurd trên bán đảo Iberia, thành lập Vương quốc Visigoth. 711 sau công nguyên, người Ả Giập dẫn quân tấn công vương quốc Visigothic đã chiến thắng, thành lập Caliphate Cordoba. Vương quốc Visigoth bị giết, quý tộc Visigothic chạy trốn về phía Bắc, xây dựng nhiều vương quốc nhỏ, và những vương quốc nhỏ này dần dần sáp nhập theo thời gian. Sức mạnh ngày càng mạnh mẽ, cuộc nội chiến giữa người thiên chúa giáo và người Hồi giáo. Phong trào Reconquista kéo dài 8 thế kỷ cho đến năm 1479, Isabella một và chồng. Fedina II của vương quốc Aragon, sau khi kết hôn họ cùng nhau cai trị hầu hết Tây Ban Nha và vào năm 1492 đánh bại triều đại Ả dập cuối cùng kết thúc cuộc tái chinh phục hậu duệ của ông vua Navarre lên ngôi năm trở thành 1592. vị vua duy nhất của Tây Ban Nha hoàn thành việc thống nhất chính trị của toàn bộ Tây Ban Nha sự mở rộng thuộc địa của Tây Ban Nha bắt đầu vào năm 1492 với sự hỗ trợ của Isabella I Columbus khám phá ra Tân thế giới bắt đầu mở rộng sang Mỹ thiết lập thuộc địa của nó thời đại khám phá đồng thời mở Đại Tây Dương đến châu Mỹ và Pocuy băng qua Thái Bình Dương tới Đông Á đó cũng là thời kỳ hoàng kim của văn hóa Tây Ban Nha. Thời gian tốt đẹp không kéo vương dài lâu. Vương quốc Tây Ban Nha bắt đầu suy yếu vào nửa thế kỷ 17. Năm 1800, quân đội Napoleon của Pháp xâm chiếm Vương quốc Tây Ban Nha, chiến tranh Iberia nổ ra. Bắt đầu chiến tranh giành độc lập của Tây Ban Nha, Tây Ban Nha đánh đuổi quân Pháp ra khỏi Tây Ban Nha năm 1814. Nhưng điều đó không ngăn được sự sa sút của Tây Ban Nha, nội chiến hoàng gia và cách mạng nổ ra trong nước và trong chiến tranh Mỹ Tây Ban Nha năm 1898. Tây Ban Nha mất thuộc địa cuối cùng. Vương triều Tây Ban Nha bị lật đổ năm 1931, thành lập nước Cộng hòa thứ hai. Franco phát động cuộc nổi dậy năm 1936 36 năm độc tài. Cho đến khi ông qua đời vào năm 1975, sau đó nó mở ra quá trình chuyển đổi sang dân chủ của Tây Ban Nha. Năm 1978, Tây Ban Nha tuyên bố thực hiện hệ thống hiến pháp do quân đội thống trị trở thành một quốc gia lập hiến do quân đội thống trị. Năm 1982, Đảng Công nhân Xã hội Tây Ban Nha thắng cử, cũng nắm quyền điều hành chính phủ, 2018 của Pedro Sánchez của Đảng Công nhân Xã hội Chủ nghĩa, thủ tướng Tây Ban Nha. Tổng quan về văn hóa Tây Ban Nha, Tây Ban Nha là đất nước thân thiện, người dân cũng rất coi trọng văn hóa giải trí. Vì vậy, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức dành cho tất cả mọi người vào cuối tuần hoặc ngày lễ, bạn có thể tham gia cùng bạn bè và gia đình. Khiêu vũ bài hát và điệu nhảy dân gian Flemish của Tây Ban Nha nổi tiếng khắp thế giới. Để quảng bá và phát triển nghệ thuật khiêu vũ, chính phủ Tây Ban Nha phát động kế hoạch tổng thể khiêu vũ 2010 đến 2014, Girondo Pozelos, các sự kiện khiêu vũ như vũ công lưu diễn Asina, cho phép nhiều người tham gia hơn và tận hưởng niềm vui và năng lượng của điệu nhảy. Nghệ thuật trình diễn, hơn 15 triệu người sống ở Tây Ban Nha mỗi năm nhà hát hoặc dạp biểu diễn. Sự quan tâm của người dân đến việc xem biểu diễn có thể thôi. nói là khá ủng hộ. Chính phủ cũng sử dụng trang web chính thức của mình, thông tin hiệu suất của quang pháp, làm cho các địa điểm biểu diễn nghệ thuật dễ tiếp cận hơn với công chúng, giới thiệu về người lao động nghệ thuật biểu diễn. Theo bảng thống kê, số lượng người xem đã tăng khoảng 75% trong 10 năm qua. Âm nhạc Tây Ban Nha. Những năm gần đây, nó cũng trở nên khá phổ biến trong giới trẻ. Yếu tố âm nhạc truyền thống Tây Ban Nha kết hợp với nhạc rock hay rap phổ biến, vân vân, nó càng làm nổi bật niềm đam mê trong âm nhạc Tây Ban Nha năng động và tràn đầy năng lượng. Những năm gần đây, nhiều lễ hội âm nhạc cũng được tôi tổ Tôi mong muốn các bạn trẻ trong và ngoài nước cùng nhau tham gia sự kiện trọng đại này. Lễ hội âm nhạc pop lớn, lễ hội âm nhạc Sona, lễ hội âm nhạc Primavera Song hoặc lễ hội âm nhạc Benecosum giống như các cường quốc ở châu Âu hiện nay, đó là Anh, Pháp, Đức và Nga, bốn nước này ở châu Âu. Lãnh thổ rộng lớn, dân số trên 50 triệu. Có thể so sánh về kích ảnh hưởng kích. quốc tế cũng rất lớn. Cảm giác hiện diện rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, quốc gia chúng tôi tập trung vào ngày hôm nay là Tây Ban Nha nhưng anh lại trở thành một tấm gương xấu. Dù đã từng là bá chủ thế giới, nó cũng đã rất rực rỡ, nhưng bây giờ Tây Ban Nha bị lu mờ. Không chỉ mất lãnh thổ, và rất khó sống ở tay gào. Đôi khi, lại phải trông cậy vào sự cứu trợ từ EU. Mặc dù được biết đến là nền kinh tế lớn thứ 5 trong Liên minh châu Âu, nhưng có ít ảnh hưởng ở EU. Sự hiện diện và giọng nói Trở thành một đất nước vô danh Tây Ban Nha tên đầy đủ là Vương quốc Tây Ban Nha, là một quốc gia nằm ở Tây Nam châu Âu, chế độ quân chủ lập hiến, ngay từ thế kỷ 15, vua Tây Ban Nha hỗ trợ chuyến đi vòng quanh thế giới của Columbus. Columbus đã thực hiện bốn chuyến đi biển và mở thành công tuyến vượt Đại Tây Dương tới châu Mỹ. Đến thế kỷ 16, Tây Ban Nha nổi lên từ thời đại cánh buồm, thành lập hạm đội hải quân hùng mạnh nhất thế giới. Có nhiều thuộc địa. Ông có vô số tài sản vào thời Hoàng Kim. Khu vực lãnh thổ nó vượt quá hơn 30 triệu km vuông. Nhưng ngay khi đế quốc Tây Ban Nha đắm chìm trong vinh quang của quá khứ, sự phát triển man dợ của đế quốc Anh, mạnh dạn trỗi dậy và lật đổ đế quốc Tây Ban Nha một cách không thương tiếc. Amada bị chìm. Vận mệnh dân tộc ngày càng suy thoái, suy thoái kinh tế, mất đất. Cho đến nay chỉ còn khoảng 500.000 km vuông. So với thời kỳ đỉnh cao, một giọt nước trong xô. Ngay cả những thành phố kinh tế quan trọng của riêng nó, trung tâm giao thông Gibraltar vẫn chưa được cứu. Vẫn nằm trong tay người Anh. Nhưng sau đó một lần nữa, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ngày nay Tây Ban Nha gần như độc quyền kiểm soát bán đảo Iberia diện tích vượt quá 500.000 km vuông, lớn hơn 240.000 km vuông của Vương quốc Anh, nó cũng lớn hơn 360.000 km vuông của Đức. Dân số hiện tại của Tây Ban Nha là khoảng 47,62 triệu người. Có thể được nhìn thấy Tây Ban Nha gần như được bao quanh bởi biển cả ba mặt, vị trí chiến lược ở châu Âu, nó thực sự khá tốt. Từ những điều kiện cơ bản, tiên luyện để sánh ngang Anh, Pháp, Đức, nó nên và có thể trở thành một quốc gia hùng mạnh ở châu Âu và thậm chí cả thế giới. Vậy lý do là gì? Điều gì đã tạo nên Tây Ban Nha như ngày nay? Đầu tiên là sự siết chặt chung từ châu Âu, anh, Pháp, Đức, toàn bộ lục địa châu Âu kể từ thời hiện đại, ba cường quốc Anh, Pháp, Đức được thành lập. Dù họ có những mối bận tâm riêng, nhưng ý tưởng hợp lực để thống trị châu Âu lại rất nhất quán. Họ không chỉ từ chối Nga và cố gắng đè bẹp Tây Ban Nha. Từ góc độ địa lý, Tây Ban Nha muốn vào lục địa châu Âu từ đất liền chỉ qua Pháp. Nhưng thực lực quốc gia của nước này hiện nay không thể cạnh tranh được với Pháp. Vì vậy, ảnh hưởng địa lý của Tây Ban Nha không thể phát huy được bị loại trừ khỏi hệ thống quyền châu Âu không thể tham gia vào việc ra quyết định của châu Âu. Nguyên nhân thứ hai là mối bất bình với Vương quốc Anh quá sâu sắc. Mâu thuẫn giữa Tây Ban Nha và Anh đã diễn ra từ lâu, anh ta không chỉ căm ghét việc bị Đế quốc Anh làm tê liệt, bên cạnh đó anh luôn coi Tây Ban Nha căm ghét Gibraltar. Vì thế mối quan hệ giữa hai nước luôn căng thẳng. Vương quốc Anh là một quốc gia lớn ở châu Âu, lại có sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ, thế là cùng Pháp bao vây và trấn áp Tây Ban Nha. Điều này cũng hạn chế rất nhiều khả năng sử dụng biển của Tây Ban Nha, ảnh hưởng trên đất liền ở châu Âu. Điều đó có thể ảnh hưởng, chỉ có Bồ Đào Nha ở bán đảo Iberia hoặc đi về phía nam và ảnh hưởng đến Bắc Phi. Vì vậy nếu Tây Ban Nha thực sự mạnh, anh ấy cũng không thể sử dụng sức mạnh của mình vì sự đàn áp không ngừng nghỉ của anh. Lý do thứ ba là bản thân Tây Ban Nha đã không nắm bắt được cơ hội, bỏ lỡ cơ hội. Cả thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ hai đều không ảnh hưởng đến Tây Ban Nha, Tây Ban Nha ít bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá của chiến tranh. Thay vào đó, ông đã kiếm được nhiều tiền trong thế chiến thứ hai, có thể nói Tây Ban Nha có nền tảng và không gian để phát triển nhưng bởi vì sự giàu có bị cướp bóc từ các thuộc địa trong thời hiện đại. Cùng với việc ở trong một môi trường yên bình trong một thời gian dài, sống một cuộc sống thoải mái, vì vậy, những người tìm kiếm sự thoải mái thiếu nghiêm túc tinh thần đấu tranh. Trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ ba, Tây Ban Nha lại không tận dụng được cơ hội, không theo kịp thời đại. Kết quả là Tây Ban Nha trở thành châu Âu ngày nay một trong những quốc gia có nền công nghiệp phát triển lạc hậu nhất, vẫn là ngành truyền thống. Nghiêm trọng hơn, Tây Ban Nha không ổn định nội bộ. Và hiện nay là tỉnh có nền kinh tế phát triển tốt nhất Tây Ban Nha tỉnh Catalonia, vẫn nỗ lực giành độc lập. Tổng hợp kinh tế của Catalonia chiếm một phần năm Tây Ban Nha. Tây Ban Nha, cựu bá chủ thế giới, giờ thì nó quá xa lạ. Bạn nghĩ sao? Những thẩm Hãy cho tôi biết ý kiến của Cảm bạn. Cảm ơn rất nhiều.